Bay về Vinh Thạnh quê em, ăn nem chợ huyện, đêm xem hát tuồng. Lần theo câu hát, chúng tôi tìm đến quê hương của nhà viết tuồng Đào Tấn, nơi vùng đất Bình Định không chỉ nổi tiếng đất võ trời văn mà còn nức danh bởi món ăn đặc sản nem chợ huyện. Vùng đất nằm ở địa thế ngã ba đường Bắc Nam và lên Tây Nguyên, nên ai đi đâu ra Bắc vào Nam cũng tận mắt chứng kiến những chùm nem tré treo khắp đoạn đường này. Tương truyền rằng ông Trần Võ, tục danh gọi là ông Bảy Ù, đam mê sưu tầm nghiên cứu các món ăn. Ông đi khắp nơi và cuối cùng chọn món nem đem về, gia chế hương vị cho phù hợp với người địa phương rồi chỉ cho con cháu cách làm. Từ mấy đời nay, vị ngon lạ mà ông đem về cứ truyền hết đời này sang đời khác và ngày càng phát triển mạnh. Cái nem chợ huyện đầu tiên rồi đó. Mình tưởng mà đã đi uống rượu thì người ta có một cái ca là rượu ngon, Trường Thế Mơ Ly, hầu Trường Thế cô Lót Tây Phước là cũng gặp ngang nem chợ huyện là bỏ đi sau đành. Tại cái rượu Trường Thế uống vô một ly, ăn một miếng nem chợ huyện thì nó thấm thía, rất là đậm đà của cái đặc sản của nó. Nó có từ cái hầu là ngàn xưa tới bây giờ. Trong cái làng nhỏ Vinh Thạnh, thôn Hanh Quang ở xã Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định là chợ huyện, nơi mà dòng họ ông Bảy Ù sinh sống, làm nghề nem, chả, sinh sôi nảy nở. Chợ 6 ngày hợp một lần, tuy nhiên trong chợ ít bày bán mặt hàng này, mà nem chả được bày bán dọc đường quốc lộ 1A và quốc lộ 19. Nem chợ huyện ngon nhờ chất liệu và cách chế biến khá công phu, thịt heo nạc loại ngon và tươi nhất. Thịt càng ngon thì chả càng ngon. Thịt được lạng bỏ lớp nhầy, lao bằng vải cho sạch, không rửa nước, thái mỏng rồi bỏ vào cói giã nhuyễn, trộn với da heo. Hiện nay đã có máy xay thịt, nhưng sau đó phải quết lại với tỏi, muối, đường làm gia vị. Cái nem chợ huyện á, thành thử sơ dĩ mà người tiêu dùng người ta dùng nhiều có tiếng á, thì cái nem chợ huyện là cái màu sắc của nó là cũng từ cái thịt nó ra rồi nó giòn mà nó ngon hơn và nó không có ngọt như ví dụ như nem Lê Vung ở miền Nam hay là nem ở trong kia thì nó hơi ngọt ngọt hơn chút, nhưng mà nem ở Bình Định mình là nem ở Phước Châu huyện thì nó không có ngọt, cái độ nó vừa, thành thử là có vị là người tiêu dùng người ta thích là ăn nem chợ huyện. Sau khi thịt đã được ướp gia vị xong, vo lại thành viên gói bằng lá ổi, bao lớp ngoài bằng lá chuối. Nhiều người làm nem giải thích lá ổi có vị chát, khi thịt lên men thì vị chát đó là thứ hương vị mê hoặc lòng người. Thường làm xong, nem được bỏ vào trong bì ni lông để từ 4 đến 6 ngày là lên men chua, đem ra ăn được. Hiện nay một số cơ sở dùng công nghệ đóng bao bì hút chân không thì hạn sử dụng kéo dài đến 30 ngày. Về làng Vinh Thạnh, những ngày cuối năm, gia đình nào cũng tất bật. Công việc xay thịt làm gia vị thường do chủ nhà làm để giữ bí quyết. Còn các khâu còn lại chủ yếu là do phụ nữ và trẻ em trong làng thực hiện. Xưa vậy đó là cố ông cao ông làm, tới ông nậu rồi tới đời tôi rồi tới đời con. Làm tới mấy đời rồi đó. Lâu. Những đứa trẻ ở làng lớn lên trong mùi vị của nem nên vừa lớn lên đã biết làm nem. Em Nguyễn Trần Vân Linh mới 7 tuổi nhưng đã biết giúp mẹ gói nem và gói rất thuần thục. Mỗi ngày Linh có thể giúp mẹ gói được vài trăm chiếc nem. Nhiều đặc sản, sản vật ở một số làng nghề giờ chỉ còn trong ký ức. Nhưng đã bao đời rồi, nem chợ huyện vẫn giữ được hương vị, giữ được làng nghề và phát triển càng mạnh. Cái nghề làm nem như thế này thì nó đã có cái truyền thuyết, nó có đã tiếng rồi. Thì tất cả những người làm nem của chúng tôi ạ, thì ai cũng lúc nào cũng muốn làm cho nem cho nó thành đạt, làm cho nó ngon để phục vụ cho bà con nhân dân. Thành thử là không thể mà làm dấu, không thể là làm coi như là thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm được. Thành thử cái khâu nem là rất quan trọng, nó hư một cái là nó bị là bởi là phải dục thôi, không thể là sử dụng được. Vị chua từ thịt, cay từ tiêu, gia vị nhấm nháp cùng với rượu bào đá hay rượu Trường Thế ở vùng này đã níu chân biết bao nhiêu du khách. Nem chợ huyện đã đi vào ca dao, vào câu hát từ ngàn xưa và trở thành một niềm tự hào của người dân địa phương. Là thường đi ngang qua đây, không là thường xuyên xuống quán nem chợ huyện. Vì thứ nhất là nó mang cái tính chất truyền thống ở Định, đó là nó rất là mạnh mẽ, cái hương vị của nó rất là ngon, đậm đà.
đi qua làng nem, khói nướng nem len lỏi từng ngõ xóm đường thôn. Quấn nem chua với rau sống trong bánh tráng nhúng Bình Định hay ăn mộc nem với rượu đã bao đời làm say lòng người.